Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi HT Learning Center. Sự thành công của con em quý vị là niềm tự hào của chúng tôi. Toyota Place Garden Grove 1-800-357-6738. Jean và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. Một lần nữa quý vị đang theo dõi chương trình phát hành live của Leadership One TV mỗi thứ hai hàng tuần. Bên cạnh chúng tôi có anh Anthony từ FMG gửi đến quý vị các bản tin liên quan đến hầu bao của quý khán thính giả. Để chào anh Anthony. Mến chào anh, kính chào quý vị. Tiền của anh đầu tư được bao nhiêu rồi? Càng ngày nó càng lên. Càng ngày càng lên hả? Gọi là từ hôm nói chuyện với anh 3 tháng nay không thấy anh là chưa, cho thấy đi xuống. Chưa, mình thấy chưa có chưa có tuần nào mà đi xuống à? Chưa có ngày nào đi xuống hết, tức là daily profit. Anh để ý mỗi ngày luôn. Well, I used to, bây giờ là chỉ có một lần mình có cái ba lần là nhiều. Vâng. Vâng. Thì hôm nay anh mới khoe chúng tôi để anh mỗi lần gặp anh tôi là bấm số dùng cho anh. Cái nguồn đầu tư đầu tiên á, khởi đầu cách đây 3 tháng là 4.960 đồng 44 sen. Hôm nay thì anh có 5.444 đồng 86 sen. Tính từ ngày 19 tháng 2 và chấm dứt ngày hôm nay là 22 tháng 5. Và anh đã kiếm được 484 đồng 42 sen. Và return investment là tức là tiền lời đó có được là 9.77%. Và nếu chính trung bình, nếu mà cái con số này nó tiếp tục từ bây giờ đến tháng 2 năm 2018 đó, thì anh sẽ có đến 45% return investment. That's gross. That's yes. Yeah. Incredible. Yes. Lẽ đương nhiên là mà phải trừ cái chi phí lệ phí. Yeah. Thì mình còn được 10% là vui rồi. Tổng cái này 20%, 20% là nó gọi là safety đó, mà có thể là nhiều hơn. Tôi chỉ cần được 10% là mình vui rồi. Yeah. Lần này đó 45%. Yeah. Wow. Thật sự mà nói, Anthony, trong nghề đầu tư thì có bằng gọi là Series 7 để mà trade stock đó. Mà chưa thấy con số tìm nào hả? Như vậy. Nhưng mà cái này, đối với khán giả và cá nhân tôi, nữa too good to be true. Yeah. Thì anh là vật thí thân. Đúng rồi. Để mà anh cho chúng tôi thấy. Guinea pig. Có nhiều người vẫn chưa tin, bây giờ họ chờ đến tháng 2 2018 để xem. Bởi vì họ nói với cái tình hình mà chứng khoán nó trồi sụt này ghê quá đi. Có lúc nó xuống tới 300 mấy chục điểm. Dạ. Cái thật sự mà nói là cái này nó không liên hệ về chứng khoán. Chứng khoán lên xuống không cần thiết. À, cũng như là cái đề tài hôm nay đó là có 5 cái phương cách mà quý vị có thể đầu tư, có thể đầu tư mà kiếm một không số lợi. Không cần chứng khoán. Không có, cũng như là dính líu về cái thị trường chứng khoán. Đấy. Dạ. Thì 5 cái phương cách đầu tiên đó thật sự mà nói là nó thích hợp cho một số, nó gọi là investor, là accredited investor. Một trong hai qualification của accredited investor đó là thứ nhất là quý vị phải có một cái net worth, một cái giá trị tài sản, tổng tài sản đó là 1 triệu. Không tính cái nhà ở đúng. Của mình. Ồ, 1 triệu mà chưa tính nhà, đúng rồi. Dạ. Anh phải có cái tiền để mà có thể lấy ra để đầu tư được á, là 1 triệu đô. Cái điều kiện thứ hai, tức là một trong hai điều kiện thứ hai đó là cái lợi tức của quý vị là phải ít nhất là 200 ngàn, 2 năm liên tục. Nếu mà hai vợ chồng thì 300 ngàn. Thì cái đó là nó gọi là accredited investor. Cái đó nhiều quá. Cái đó mình average. Ông thì thật sự mà nói có một số investor cũng có. Nhưng mà nhìn chung á, dân số thì cái lý do mà accredited investor nó ra điều kiện như vậy là tức là số đầu tư, số tiền mình bỏ vào mình có thể mình mất. Tức là there's mình chịu đựng được cái chuyện mất đó mà mình vẫn sống được. Dạ thì đúng. Accredited. Cái phương cách đầu tiên thì ai cũng biết hết là đi đầu tư vào bất động sản, tức là mua nhà cho mướn. Rental property 1 đến 4 unit hoặc là vacation home. Thật sự mà nói setup thì cũng khó, tại vì quý vị phải đi tìm kiếm. Rồi cái time commitment, tức là cái thời gian mình cũng phải là mình đi kiếm, rồi mình tự mình maintenance cái, hoặc là kiếm người quản trị dùng cái đó, cái phải nhà tốn tiền.
Đấy. Đó là chắc chắn rồi. Rồi cái tiền vốn nó ít nhất cả chừng 20 cao. Ngàn cho đến 100 ngàn. Yeah, yeah. Ít nhất. Cái sự tìm hiểu là mình phải được mình tự tìm hiểu, mình đi, mình học hỏi. Yeah. Cái phương cách thứ hai là cũng giống như là nhà cho mướn thôi, thấy gì? Commercial property. Yeah. Anh mua, đi mua hotel, văn một phòng, star, hay là cái gì văn đó. Phòng, apartment building. Yeah. Yeah. Thì cái vốn thì nó nhiều hơn, nhưng mà cái tiền lời thật sự mà nói đó, nhà cho mướn có thể là từ 4-10%, apartment building hay commercial property nó có thể là từ 6-12%. Yeah. Nhưng mà cái tiền vốn của commercial building thì nó có thể lên đến 250 ngàn. Yeah. Cái phương cách thứ ba là anh mua franchise. Franchise chẳng hạn như là Subway, Dunkin' Donuts, Starbucks, McDonald's, 7-Eleven. Yeah. Yeah. Thì yeah, mấy cái tên đó thì rất là đương nhiên là cái tiền vốn rất là nặng. Chắc chắn. Thật sự mà nói là khi mà anh franchise đó, anh mua 1-2 cái, thật sự mà nói cũng chưa hẳn là lời, anh phải mua nhiều franchise, anh mới có thể anh thấy nó thiệt là. Cái tiền vốn, cái fee rồi mọi thứ nó ăn vào hết, mà chưa kể cái location đó có tốt hay không. Vâng, nữa. Đúng, vâng. Cái principal, cái vốn của mình là từ 50 ngàn cho đến 1 triệu. Yeah. Rất là nhiều. Nó có, nó gọi là peer-to-peer lending, social lending, crowdfunding. Cái này thì mình cũng thấy cho rất là được. Cho mượn tiền ăn lời cắt cổ. Đại nó là một cái platform thì nó sẽ liên hệ những người mà có tiền cho mượn với để những người cần tiền. Thì thực sự cái vốn thì có, chỉ có 5 ngàn thôi. Cho vay. Dạ, cho vay thì có thể lấy lời cái chừng 8-12%. Rồi cũng có một cái platform nó gọi là alternative lending. Anh đầu tư 5 ngàn ít nhất thì nó có portfolio, nó gồm có commercial loan, legal settlement, real estate, rất là nhiều. Yeah. Mà cái platform mà mình vừa mới nói đó rất là popular, bởi vậy khó mà kiếm lắm. Anh có thể anh lên cái mạng nó gọi là yieldstreet.com. Yeah. Thì quý vị có thể sign up và nên nhớ là phải hai cái điều kiện, một trong hai điều kiện để mà thành accredited investor thì mới mở cái account của yieldstreet.com. Yeah. Yeah. Cái phương cách thứ chót đó là cái Rise AI mà Anthony đã đầu tư rồi. Oh, alternative lending. Cái đó là cái phương cách thứ năm đó là alternative. Cái cuối cùng thì trong này không có. Cái thứ sáu anh nói đề cập. Dạ, yeah, cái thứ sáu đó là chính cái phương cách mà Anthony đã đầu tư rồi. Đã đầu tư. Dạ. Và thấy như thế nào ấy? Dạ, thật sự mà nói cái này nó không liên hệ về chứng khoán. À. Nha. Với lại cái tiền vốn thì chỉ có 500 thôi. Tiền vốn 500 thôi. Dạ. Anh không phải tìm hiểu gì hết. Cái setup is rất là easy. So, cái con số của Anthony là con số thật sự. Thấy không? Anthony cũng mở một cái account cho bà xã cũng 5 ngàn. Cũng lời 400 như vậy. Như vậy luôn. Y chang như vậy. Hai vợ chồng là double whammy. Hai con số nó không giống y hệt nhưng mà vâng, nó cũng tương tự 400 mấy. Wow. Cũng 9%. Dạ. Yeah. Thì mình cũng recommend cho những người thân, những người quen thì những người đó đã đầu tư. Tại vì từ hồi tháng Giêng đến bây giờ đó là muốn đầu tư vào cái chương trình này là mình phải thành member, phải đăng ký là thành viên. Nhưng mà thật sự ngày hôm nay officially là Anthony có thể mở retail account cho quý vị. Dạ, hôm nay chính thức. Dạ, chính thức. Quý vị không cần phải thành thành viên, quý vị là đầu tư như là đi vào nhà băng đầu tư. Anh thật sự mà nói là cái số tiền để đầu tư là chỉ có 500 thôi. Minimum là 500. Dạ. Yeah. 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 Mình cần phải có những cái gì? Thứ nhất là mình phải chứng minh là mình là ai, tức là copy của driver license. Driver license. Mình ở đâu, là cái copy của cái bill điện hay bill gas. Không yeah. Cần social security không? Không cần, chỉ cần 4 số cuối thôi. Với lại nhưng mà phải có số an sinh xã hội. Dạ. Yeah. Với lại để đóng thuế. Bank statement mới nhất. Với lại email address với credit card. À. Dạ. Thì những cái step đầu tiên là Anthony sẽ hướng dẫn để mà register, để mà open account cho quý vị. Thì sau đó rồi quý vị đi ra nhà băng wire money vào cái brokerage account, rồi từ đó là cái liên hệ giữa quý vị và brokerage account là chỉ có vậy thôi. Nhưng mà đó chỉ là những gì mà anh Anthony trình bày để quý vị tìm kiếm một cái phương cách nào mà quý vị dạ. ngại đầu tư vào chứng khoán. Lẽ đương nhiên là bất cứ cái nguồn đầu tư nào
cũng có những cái rủi ro. Dạ vâng. Và không có ai bảo đảm quý vị 100% là sẽ có lợi. Thế là những con số mà vừa qua nó không hẳn là con số trong tương lai. Cho nên một lần nữa đó là những cái khuyến cáo chúng tôi nói. Cho nên quyết định cuối cùng vẫn là nơi quý vị. Còn quý vị đi so sánh và thấy rằng ô mình mua nhà mà có lý hơn thì quý vị thoải mái. Có một cái phương cách đầu tư không cần chứng khoán cuối cùng mà tôi thấy được anh chơi hụi Ponzi đó. Có lý cái đó mà. Là mình sợ là bị giật hụi. Nhưng mà tôi thấy nhiều người mà thân thiết với nhau thì có lẽ là tin tưởng hơn. Thật sự mà nói hai điểm quan trọng là thứ nhất là hợp pháp, thứ hai là chuyển nhượng dễ dàng. Đó là những cái phương cách. Rất tiếc là 10 phút trôi qua thật nhanh, phải chia tay. Hẹn với anh Anthony vào thứ hai tuần tới. Cảm ơn anh, cảm ơn quý vị. Mời quý vị tiếp tục giữ băng tầng 57.7 theo dõi các chương trình thường lệ của Little Sài Gòn TV quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc hoặc là nghỉ ngơi thật là vui vẻ.